Đố mấy bạn thấy được mình đang ở đâu. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini qua mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì bạn đang thấy nè, hiện tại là mình đang ở trong một cái phòng mini game cùng với Hero Team mấy bạn ơi. Thì bạn nhìn đây, đây các bạn thấy cái đường đua này nhìn có quen không nào? Đây, mấy bạn biết cái đường đua này đường đua gì không? Đây chính là tuổi thơ của mình đó bạn ơi. Tại sao mình lại nói là tuổi thơ của mình? Là bởi vì các bạn, ngày xưa khi mà Phong mới bắt đầu chơi mini world á, thì Phong đã chơi thử con map này rồi. Và con map này chính là con map tuổi thơ của Phong đó nha. Ok, thì hôm nay nè, mình đã mời cái thành viên của Hero Team vào trong đây để cùng nhau đua cùng với mình anh em ơi. Và cái này là chạy đua nha anh em, chứ phải là đua xe đâu nha. Cái này là chạy đua anh em ơi, đó, chạy đua nha, để xem coi. Sao kêu là đua xe? Không có đua xe, cái này á là mình chạy đua thôi, tại vì mình chạy rất là nhanh luôn. Người. Và dịch nhìn rồi, đây là đua xe Căng Hải. Đúng rồi, đua xe Căng Hải á. Ok, thì trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, share nè, nhìn và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và khi mà các bạn đang xem video mà nó có hiện lên quảng cáo thì các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để mình có tiền để mình có thể nuôi bé con bé Cam nha các bạn nha. Ôi, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha, mấy bạn nhớ ủng hộ bấm vào quảng cáo để mình có tiền nuôi bé Cam nha anh em. Ok, rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào bạn ơi, let's go. Ok, vào thế nào bạn ơi? Ủa, mà khoan, chị Cam ơi, sao chị Cam ơi đạp cái đầu em vậy? Trời ơi, cái chị này nghĩ mình là người lớn rồi cứ đạp đầu tao hoài. À đúng rồi, chị Camui lùn nhất tim mà, cho nên chị Camui muốn có cảm giác được cao bạn ơi. Ok rồi. Rồi ok, bắt đầu nha bạn nha. 3 2 1. Rồi, let's go. Chạy thôi. Nhanh không? Nhanh không? Nhanh không? Ồ, mình đang chạy đầu tiên bạn ơi, mình đang dẫn đầu, mình đang dẫn đầu. Chị đang đằng sau em luôn á. Ồ, hello Camui. Hello Camui. Em chạy lùi luôn nè, em ghê không? Ờ. Ôi có hình trái tim các bạn ơi, có hình trái tim kìa. Ủa hình trái tim xoay tròn. Ui, 7 7 7 7. Lùi 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 mà chạy nhanh mà chạy ghê vậy. Trời ơi, mình đã bảo rồi, trận đầu tiên là mình nhường. Trời ơi anh. Mình biết rồi. Mấy cái người lùn lùn nó phòng nó giống mấy cái xe thể thao á, mà nó làm gầm thấp á, tức là nó tiếp xúc với mặt đường nhiều hơn, nó phóng nhanh hơn. Vậy luôn hả? Ôi. Có luôn hả? Ủa chị tay anh chân dài hơn chị Camui mà sao anh chị chậm vậy, nhanh lên anh. Trời ơi mất mặt quá. Đó chân dài nhưng mà chạy chân dài quá, hai chân nó vướng nhau khó đi. Trời thầu lao. Thôi anh yên tâm ha. Anh yên tâm. Ôi. Em đang dẫn top 1 rồi, em chắc chắn sẽ thắng trận này. Alo. Trời ơi nhanh quá mọi người ơi. Trời ơi từ nãy giờ mình chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Vậy là kỳ này là mình thắng trận này nữa rồi. Thôi anh Camui chơi xấu luôn này, cái mông nó hút người anh kìa. Cái đầu không. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hút anh mày đang đi giữa đường, hút anh cảnh tấp cho liền. Ê, dịch đây, em nói anh nghe nè, trận này anh còn nên cảm thấy may mắn đi, bởi vì không có Timmy, không thôi nó chạy nhanh quá, nó hút anh em mình văng lên trời luôn anh. Timmy nó bự lắm, nó hút luôn cái đường. Nó hút bay luôn, nó thôi phẳng lì đường, khỏi đi. Nó hút nguyên bay lên trời luôn á. Ok. Đó, em đến đất rồi. Em đến đất rồi, em đến đất rồi. Em ăn một sao nha, cảm ơn. Đi em. Cảm ơn mọi người. Sao anh Ok, tiếp nào, khoan từ, mình đứng đây mình chờ dịch bạn ơi. Vì tôi có mưa sao nè. Qua đây. Đúng rồi, mình thấy dịch kìa bạn ơi. Ờ, vậy là đi mình. Đi, anh em mình đi thôi dịch ơi. Anh em mình phải win. Này win, dịch không có win, có win mày đưa lùn nó không để đâu anh. Chạy đi. Đúng rồi. Người ta thường nói rằng là chân mình đã dài rồi thì mình phải cố gắng chạy làm sao cho thật là nhanh để mình giành chiến thắng, để không phụ lòng ông trời đã cho chúng ta được một cái chân dài. Anh hiểu không? Đó. Đúng rồi. Chứ để cho mấy người lùng lùng như Camui mà vượt mặt là mình nhục lắm. Ok. Chạy nhanh nào. Không, người ta sẽ bảo là mấy đứa cao vẫn lạt đứa lùn nè, rồi mấy đứa con trai không biết nhường con gái nè. Cái đậu không? Này, bà vượt tôi sao? Sao không nói là mấy đứa lùn bắt được mà lạt mấy người chân dài? Ê, có ai nói ngược như thế không? Chả có ai bảo lùn đi bắt được người cao hết á. Ơi, lùn thì chấp nhận mình lùn đi, cứ nói nhiều quá à. Nói luôn chứ bà tao đâu đi. Thôi, yêu đi, trước sau gì bọn em cũng thắng thôi. Ôi, mình thấy Camui kìa bạn ơi, trời, Camui bây chạy nhanh vậy? Ủa, Camui vừa anh Dịch luôn hả? Ủa anh Dịch, sao anh để thua Camui vậy? Đâu anh, ngay sau em mà sao vừa được? Ủa đâu? Ê, sao đi lại kìa? Kìa, thấy không? Ủa sao đi lại Camui? Rồi xong mấy bạn ơi, rồi xong đâu rồi, mình đứng đây mình coi mọi người nào vừa. Trời ơi, sao mày Camui không bị dừng ngay? Camui tới kìa bạn ơi. Trời ơi, bà Camui mày bà chạy nhanh hơn anh Dịch rồi. Dịch ơi, nhọc quá Dịch ơi, giờ tới được em nè. Không phải đâu mà anh bị giựt, ông xanh là nói anh bị giựt, ông trời xui đất khiến không ơi, không phải tại anh đâu. Rồi xong, anh vậy là anh bị chị Camui hút cho gãy chân rồi đó.
Đấy không có em chắc là lề là em nói không tin. Không anh gãy chân rồi đó. Ok rồi, không sao, không sao, còn em, còn em. Ô, dịch vẫn chạy được kìa. Không, cố lên dịch, cố lên. Anh em mình vẫn còn cơ hội, anh em mình. Cố lên. Anh em mình được 1 điểm rồi mà. Cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Ok. À, cá mui đâu? Cá mui đâu? Ủa cá mui chạy sau lưng mình luôn kìa. Cá mui chạy sau lưng mình luôn kìa. Mọi người đi đâu rồi á? Đấy, dương mặt nè. Ê, dương bảy ơi. Dương bảy. Dương bảy, dương bảy, dương bảy. Cơ hội nhưng mà cơ hội. Cơ hội nè. Win. Ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến tiếp trận tiếp theo nha anh em. Trời ơi, trận đầu là chị Ca Mui không thể nào thắng được mình rồi, tại chị Ca Mui lùng quá. Ok. Rồi tiếp nè. 3 2 1. Ủa sao cái chị nhanh quá vậy? Con mình chị chậm vậy? Nhanh lên coi Phong, trời sẽ đi chậm vậy Phong. Ủa kỳ ta con nhân vật mình chậm vậy. Ok được rồi, nhanh này nè. Đó, nhanh này nè, nhanh nè, bắt đầu nhanh này nè, bắt đầu nhanh này. Không phải được chạy được gì cơ Phong ơi. Bình tĩnh anh. Coi nhân vật của em không hiểu sao nó bị chậm chậm nè. Trời ơi, từ nãy giờ đi chậm không à. Yeah, okay. Chị Mui ơi, hai chị em mình sẽ đuổi con vịt nè. Chạy lên đây Phong ơi, làm gì anh Phong ơi. Bình tĩnh, em tới đây. Bình tĩnh, có em ở đây. Sao được, con lùn nó chạy trước mặt làm sao bình tĩnh được. Em đang đuổi ở phía sau Sammy nè. Em chuẩn bị vượt qua Sammy rồi. Ok, vượt qua Sammy nè. Oh my god. Trời, bà Cá Mui bà lùn nhất rồi, bà chạy nhanh nhất luôn anh. Ôi, chị đã bảo rồi, lúc nãy chị nhường thôi, không nghe. Nhường, gãy đi, gãy đi. Ok, gãy đi, một tí nữa thua, đừng khóc nha. Ok. Ok. Ui, ê, trời ơi, sao đập mặt dưới tường rồi chị ta. Trời ơi, cái đoạn này em vượt qua không được. Ê, Cá Mui chạy vẫn đang chạy trước kìa. Trời ơi, nhanh lên mọi người. Anh Dịch ơi, anh em mình 1m8 mà thua bà Cá Mui 1m5 là thua là nhục lắm nha anh. Nhưng mà Cá Mui, nãy Cá Mui chạy trước rồi. Ôi, thì đó, bây giờ cho nên là mình phải cố lên, mình nó chạy chậm hơn, mình còn để chạy sâu nữa. Ủa, có bảy chỗ này, có bảy nè, nhảy lên nó vừa có bảy liền, thấy không? Mấy cái bảy này là mình biết hết rồi bạn ơi. Ok tiếp nha. Ừ, chào không ở bên trái nè. Ừ, chị Cá Mui cứ chào em đi, em chuẩn bị vượt chị nè. Ui, nhèo nè đó. Ủa Cá Mui còn Cá Mui đi hơn mình mấy hết mấy đường lận mấy bạn ơi. Ok. Hello. Sao mà cuối cùng rồi, alo. Em bị giật ra đây, em không đi được. Sammy bị cuối cùng rồi bạn ơi, đó thấy không? Mình đã nói mà, Sammy gọi là chân dài hơn chị Cá Mui nhưng mà vẫn chạy chậm hơn chị Cá Mui đó. Phải, bị đứng yên chỗ rồi không cho đi nè. Thôi đừng xạo nữa. Thôi không tin đâu. Ok, dừng nào. Ui, hello Cá Mui. Dừng. Bị dừng bảy rồi. Hello Cá Mui. Em xin phép ăn trước 1 điểm nha. Ok. Ok bé. Không người đi ngồi lại đi. Em về đất đây nè. Ủa mà sao? Ủa sao em không chìm xuống dưới được? Em bị kẹt rồi, em không chìm xuống dưới được. Ủa sao giờ đến lượt em bị kẹt vậy? Cố lên. Rồi xuống được rồi nè. Trời ơi trời, chạy tiếp. Trời ơi, mình bị kẹt các bạn ơi, bà Cá Mui bây vượt mặt mình rồi. No. Cá Mui đâu rồi? Cá Mui chạy đến chỗ nào rồi? Sắp đến đích nữa rồi. Sắp đến đích luôn hả? Sao xạo quá chị ơi. Xạo quá chị ơi. Mấy cái người mà gây sớm thường hay thua lắm, thấy không? Em thua, nhầm lộn, em thắng. Em thắng được cái điểm vậy nè. Đó. Ui, bảy. Ok, né bảy ra nè. Đó, trời ơi. Hello Sammy. Chị gặp em nè. Ê. Chị Cá Mui, chị đang ở đâu vậy? À, mình thấy Cá Mui á bạn ơi, mình thấy Cá Mui rồi. À, vậy có nghĩa là mình gần đuổi kịp Cá Mui á bạn ơi, không sao. Đường này qua đây. Em không hả? Sammy hả? Không, em không thấy Sammy, chắc là do Sammy lùn quá em không thấy. À đây, em thấy Sammy nè, ờ. Nhưng mà em thấy chị rồi, chị hiểu không? Em thấy chị rồi, chị hiểu không? Ờ, ok. Trời ơi, chị ơi, chị đợi tí đi, em cũng sẽ gọi là tới đích gặp chị thôi. Chị không thể nào mà nhanh hơn em đâu. 1m5. 1m5 làm sao mà thắng lại được 1m8 được? À, em thấy chị kìa, Ờ, ok. Mà em chỉ tận một vòng luôn á. Phong ơi, anh không vui nữa đâu, anh ở nhà đây Phong ơi. Sao vậy? Anh đang đi đường gặp em gái gì trông đẹp quá. Trời, cái đậu không dịch mấy gái bạn ơi, dịch đang chạy bộ, dịch thấy một em gái rất là xinh. Ok, dịch kìa, em thấy dịch kìa. Ôi trời, vậy mà dịch kia dịch chịu thua, hóa dịch làm cú lừa để dịch cho bọn mình bỏ cuộc á Cá Mui. À, mình thấy Cá Mui rồi. Trời ơi, anh em bây giờ lại nói ra ra đuổi Cá Mui rồi. Hello Cá Mui. Ê, 97. Hello Cá Mui. Cá Mui ơi. No. Trời ơi, mình bị dính bẫy các bạn ơi. Nhúc, nhúc, nặng nhúc. Ok bạn ơi, mình đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Ủa mà sao mình chiến thắng, bà Cá Mui bà vẫn đạp cái đầu mình là sao vậy? Anh đạp đầu đi thì nó không đạp cái đầu đó chứ sao. Cái đồ vô dân quá, thôi mình phải cho bà Cá Mui xuống các bạn ơi. Bà cứ đạp cái đầu mình hoài.
Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã gọi là cùng với gọi là Hero Team bọn mình đã cùng nhau đua với nhau rồi bạn ơi. Trời ơi mà thua Sammy mình không nói, con này thua chị Ca Mui lùng nhất team, trời ơi là trời. Ok, không sao cả. Dù gì bọn mình vẫn thắng đúng không? Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của anh Mr. Dịch nè, Sammy Đào và chị Ca Mui cùng với các thành viên của Hero Team đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, yêu đẹp phải rồi. Tạm biệt. Bye bye.